Ngày 24 tháng 7, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết vừa ban hành cáo trạng truy tố Mai Văn Khởi, 40 tuổi, ngụ xã Thạnh Quế, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, để điều tra về hành vi không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Theo đó, lúc 0 giờ ngày 2 tháng 2, gia đình ông Lê Văn Nhanh, quê tỉnh An Giang, thuê xe khách 16 chỗ, chở về Đồng Nai. Xe có 12 người, trong đó có 11 khách và tài xế. Khi xe đến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thuộc địa phận huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo do tài xế Khởi điều khiển chạy cùng chiều phía trước. Phát hiện có xe từ sau tông tới, Khởi dừng xe. Dù thấy nhiều người trên xe khách bị thương nặng nhưng không cứu giúp, không trình báo cơ quan công an và lái xe rời khỏi hiện trường. Vụ tai nạn đã làm 4 người trên xe khách tử vong. Qua điều tra, cơ quan công an đã bắt tạm giam Khởi vào ngày 15 tháng 2. Nguyên nhân tai nạn được xác định do tài xế Hoàng lái xe khách không chú ý quan sát. Hành vi của tài xế Hoàng lái xe khách đã cấu thành tội, vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Tuy nhiên, do tài xế Hoàng đã chết nên cơ quan điều tra không khởi tố vụ án.